Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 Bộ Công an vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, quy định tại các Điều 174, Điều 324 và Điều 189 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân. Số này gồm công ty bất động sản An Đông, công ty đầu tư An Thuận, công ty Sunny World và công ty dịch vụ thương mại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng giá trị 25 gói trái phiếu này là hơn 30.869 tỷ đồng. Đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư. Ngoài ra, bà Lan còn bị cáo buộc là chủ mưu trong việc rửa tiền hơn 445.747 tỷ đồng. Trong số này có hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản của ngân hàng SCB và 30.081 tỷ đồng có được từ hành vi lừa đảo nói trên. Với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng đồng phạm dùng các hợp đồng khống chuyển ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ở chiều ngược lại có hơn 3 tỷ đô la Mỹ được chuyển về Việt Nam trái pháp luật. Tổng số được vận chuyển trái phép tương đương hơn 106.730 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 của vụ án, bà Lan bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội đưa hối lộ và 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hình phạt là tử hình. Đồng thời, tòa sơ thẩm buộc bà Lan phải bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng.